Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 29 tháng 3 trên kênh VTC 14. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm qua đến sáng nay, hội tụ gió trên cao suy yếu nên mưa dông đã giảm hơn tại các tỉnh vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Các tỉnh còn lại bao gồm khu vực Trung Du và Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội thì ít mưa, chủ yếu là hiện tượng sương mù là chính. Riêng phía Tây, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái thì vẫn cần phải cảnh giác với mưa rào rải rác trong khoảng thời gian chiều tối và đêm. Và trưa chiều thì trời giảm mây, hửng nắng yếu, nhiệt độ cao nhất ngày tăng nhẹ so với ngày hôm qua khoảng 1 độ, phổ biến trong khoảng là từ 24 cho đến 27 độ. Dự báo từ nay cho đến 2 ngày nghỉ cuối tuần thì khối không khí lạnh có cường độ yếu và lệch đông tiếp tục là hình thế thời tiết chính chi phối các tỉnh thành miền Bắc. Nền nhiệt cao nhất ngày có xu hướng tăng chậm dần, cao nhất đạt khoảng là 25 cho đến 28 độ, ở phía Tây thì có nơi sấp xỉ ngưỡng là 29 độ. Thời tiết tại các tỉnh thành Trung Bộ duy trì trạng thái ổn định trong đêm nay ngày mai cho đến 2 ngày nghỉ cuối tuần. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế thì duy trì trạng thái thời tiết nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi về đêm và sáng. Còn lại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận thì phổ biến ít mưa. Đến trưa chiều thì toàn miền sẽ giảm mây, nắng yếu xuất hiện gián đoạn từ Thanh Hóa cho tới Huế với nhiệt độ trong khoảng là từ 26 đến 29 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng tới Bình Thuận thì trời có nắng nhiều hơn nên nhiệt độ đạt mức là 28 cho đến 31 độ. Nhìn chung, thời tiết ổn định và thuận lợi cho các hoạt động dân sinh. Ở phía Nam thì khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày hôm nay trời có nắng, nhiệt độ tiếp tục duy trì ở mức cao. Cao nhất ngày ở vùng cao Tây Nguyên ở khoảng là 30 đến 32 độ và khu vực Nam Bộ thì duy trì từ 32 cho đến 34 độ. Trong đó miền Đông của Nam Bộ, các tỉnh như là Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh thì sấp xỉ 35 độ. Dự báo trong 2 ngày tới, những nhiễu động tầng thấp có thể khiến cho toàn vùng chuyển nhiều mây hơn và mưa dông cục bộ có khả năng xuất hiện vào lúc chiều muộn. Mặc dù là phân bố về diện mưa và cường độ thì không đều, tuy nhiên trong mưa dông có thể kèm theo có dông sét, gió giật mạnh, nên khi lưu thông thì quý vị cần phải hết sức cảnh giác. Nền nhiệt cao nhất ngày sẽ giảm nhẹ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, trong các ngày 30 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, thì đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Riêng khu vực Tây Bắc thì chiều tối và đêm ngày 30, ngày 31 sẽ có mưa rải rác. Nhiệt độ tăng dần, cao nhất ngày mai là từ 24 đến 27 độ, sau đó thì tăng lên ngưỡng là 26 đến 29 độ trong ngày 1 tháng 4. Phía Đông Bắc Bộ, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Riêng khu vực vùng núi Việt Bắc ngày 30-31 thì có mưa rải rác vào sáng sớm, nhiệt độ cao nhất 2 ngày tới là từ 24 cho đến 27 độ, sau đó thì tăng lên 1 độ trong ngày 1 tháng 4. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất 3 ngày tới phổ biến trong khoảng là 26 đến 29 độ. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận, trong 3 ngày tới thì mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất ngày đạt mức là 29 đến 32 độ. Tây Nguyên, trong 3 ngày tới từ 30 tháng 3 đến 1 tháng 4 thì mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng ngày 30 thì có nhiều mây, chiều tối và mưa rào rải rác ở phía nam khu vực. Nhiệt độ tăng nhẹ và cao nhất ngày mai đạt từ là 29 đến 31 độ, sau đó tăng lên 1 độ trong 2 ngày tiếp theo. Khu vực Nam Bộ ngày 30, ngày 31 thì mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ trưa chiều dao động trong khoảng là 32 đến 34 độ. Sang ngày 1 tháng 4 thì mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, nhiệt độ tăng thêm, đạt mức là 32 cho đến 35 độ. Trở ra thủ đô Hà Nội, 3 ngày tới đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất trong 2 ngày tới từ 24 đến 27 độ và sau đó thì tăng lên 1 độ trong ngày 1 tháng 4. Chuyển sang thời tiết trên biển, khu vực Bắc Biển Đông trong đó bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc phổ biến cường độ khoảng cấp 4 đến cấp 5, tình trạng biển bình thường, ít gây trở ngại hoạt động hàng hải của người dân. Trong khi đó, thì tại quần đảo Trường Sa, gió cũng chỉ hoạt động ở mức là cấp 4, cấp 5, trời phổ biến ít mưa, ngày nắng, tầm nhìn xa thông thoáng, các hoạt động hàng hải trên biển có thể diễn ra thuận lợi. Bản tin thời tiết 12 giờ trưa ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!